Tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình ha. Thì có nhiều bạn kêu mình là làm clip đi tour đi. Thì mình không có nhiều thời gian các bạn. Và bây giờ làm tiệm cửa hàng ở đây nè. Thì chỉ rảnh được buổi tối thôi. Đó, bây giờ anh em mình là ba chiếc ở đây xuất phát từ tiệm mình là ở Hóc Môn các bạn. Đi Đà Lạt trong đêm và quanh đầu luôn. Còn hai bạn nữa đang chờ ngoài trạm thu phí cầu Đồng Nai. Đợt vừa rồi các bạn mình cũng làm bô độ rồi cổ titanium được cho đẹp các bạn. Xong rồi đi Đà Lạt bị gãy lò xo đầu. Mà gãy lần tới 2 cây lần. Thành ra đợt này mình nghiên cứu một cái bộ lò xo đầu khác nữa của Nhật ha các bạn. Thay cam mới luôn. Cam vừa rồi đi bị gãy lò xo đầu rồi chạy bị lúp luôn mà. Mình thay một cái cam mới. Cấu hình khác nữa nha các bạn. Bữa nay là lấy nước đề các bạn. Dặn là có nha, nhưng mà hậu thì hơi dở tí. Còn nếu mà đi cái cấu hình mà vừa có đề mà vừa có hậu thì nó lưng lửng lắm, không có cái nào mạnh hết á, nó cứ đều đều đầm đầm thôi. Cái cấu hình đó thì nó sẽ thích hợp cho những cái bạn mà mình đi nhẹ nhàng, lâu lâu mình vượt xe mình cần tăng tốc. Còn nếu như mà các bạn mà cần chạy mà đi trong phố mà bạo lực chút á, thì đi đề nó vẫn ngon. Hoặc là đi theo nhóm bạn đó, mình bị kẹt ở sau thì mình có thể là kéo một cái là lên tới rồi, không có bị bỏ lại nha. Bữa nay thì xe mình canh xăng gió ở mức độ 80% hả các bạn, không có bỏ lên bàn dyno để canh lại. Chơi khô máu luôn, có gì về lên 68 luôn các bạn. Tour bữa nay là mình sẽ đi quay đầu ha. Sáng còn về tiệm làm việc tiếp nữa. Ngày xưa mình có khuyên các bạn là đi tour đừng có đi vào ban đêm, đi ban đêm nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ các bạn do công việc gọi là thân bất do kỷ, muốn đi tour ban ngày nhưng mà bận công việc rồi, bây giờ các bạn ban ngày nó nóng dữ lắm, thành ra chạy không có nổi. Đi ban đêm cho mát nhưng mà nó nguy hiểm các bạn. Phải là đi thường xuyên đó, nó quen đường rồi đó. Rồi quen xử lý các cái tình huống ban đêm thì mình mới chạy tốt được nha. Đó, ví dụ như đây nè. Đó, xe đạp này không có đèn đuốc gì hết. Thì mình chạy mình phải để ý dữ lắm. Đặc biệt là chạy chung với đồng đội nó, nhiều khi mình chạy đầu mình phải ra hiệu rồi có ca đô. Nếu như mà thành viên trong đoàn mà không có ca đô thì khó liên lạc hơn. Ra hiệu thì mất thời gian. Rồi nhất là đồng đội là không có đèn chợ sáng và không có ca đô nữa. Như là cái anh thợ đi chung với mình ngày hôm nay chạy chiếc Winner màu trắng á. Là nói chung là anh em mình không có quyết định đi đó các bạn. Đó là đột xuất. Chiều nay cái tự nhiên hứng hứng lên cái bàn nhau. Phải là lên tour chứ không có chuẩn bị trước các bạn. Mười giờ rưỡi thì mình đã tới trạm thu phí cầu Đồng Nai hả bạn. Bây giờ mình sẽ gặp thêm hai chiếc nữa, tụi mình sẽ cùng nhau đi chung ha. Cái điểm này là tụ tập quá quen thuộc rồi các bạn.
hôm nay đáng lẽ là có thêm một thành viên ở trong tiệm mình đi chung nữa, mà tại vì hôm nay bạn đó đi công việc cho nên là không có đi chung được, rất là hối tiếc luôn. Không, bạn đó hối tiếc nha chứ không phải mình nha. Với lại hai bạn mới vừa nhập team, đó chính là bạn Rider phía trước và một bạn chạy chiếc Ed 150 ở phía sau. Không biết xe của các bạn zin hay là giả zin, không biết. Á đù, nguy hiểm vậy. Nguy hiểm. Một pha nguy hiểm đến từ đồng đội của mình. Không phải lúc nào ra ngoài làn xe hơi chạy cũng nhanh nha. Và là không phải lúc nào chạy cũng làn xe máy cũng nhanh nha. Đúng không? Để sang ở bên trảng bơm nè, qua hết thì cầu này quẹo xuống là tới. Không hết nổi đâu. Có vụ cháy gì các bạn, trời ơi ai đốt gì kìa, trời ơi cháy quá trời cháy à, trời ơi cháy à. Bữa nay các bạn mình đi một cái cấu hình là cái số 6 của E155 này nó mạnh nha. Mình sẽ để số 6 mình kéo lên cho các bạn xem nè. Bình thường á, cái số 6 á, mà các bạn đề ba lên á, là nó sẽ yếu nha, nó lên không có nhanh đó. Nhưng hôm nay á, là mình thay đổi cái cấu hình xe một tí xíu, cho nên là cái chiếc E155 này á, bây giờ cái số 6 nó hết phế rồi nha các bạn. Ở số 5, số 6 mình vẫn có thể là chạy tốc độ cao được, đề ba lên được, không có bị yếu nha. Đó, đây, đang lên dốc nhẹ luôn á. Bình thường á, mà muốn chạy số 6 mà mình phải về số 5 mình kéo một hồi, đá số 6 nó tụt tốc độ xuống đúng không? Bữa nay nó không tụt nữa. À, cấu hình này là đang thử nghiệm với chưa có ra bản chính thức nha các bạn. Tăng tốc rất là nhanh, ổn định. Số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3 là đề. Số 4, số 5, số 6 là mình sẽ chạy hậu nha. Xe của ai cũng hết xăng rồi, mình cũng hết xăng rồi các bạn. Quá dữ. SH tính gạ kèo các bạn. Vậy SH hả? Qua đây là tới rồi. Các bạn mình test, mình chạy quá trời quá đất, mình tưởng là bấm nút quay thì ra là đang bấm nút tắt. Thành ra nó không có cái đoạn mà hay nhất cho các bạn xem, uổng hết biết. Đây, bên đây. Hết á. Đổ thêm đi.
Vậy chứ chạy vậy hết mẹ ăn cây lít rồi đó. Không được 150 đâu anh ơi, tràn á. Không được, đừng cố tràn. Một giờ mình đã tới được ngã ba Dầu Giây. Lên đây hoác rồi, lên đây. Không có dân chơi nào dám lên hết vậy. Có nước đó nha. Vẫn để số 4 nha các bạn. Vẫn kéo số 4 nha. Không có về số 5 nha.
mình vẫn để số 6 mình kéo luôn các bạn. Ở phía trước là lên dốc nha, chứ không phải là xuống dốc nữa nha các bạn. Đây, cù gắt quá gắt. Bạn thấy số 6 của mình này mạnh không? Đây là xe bản demo nha, chưa có hoàn hảo nha các bạn. Thậm chí còn chưa có dyno nữa đó. Vẫn lấy cái bản dyno cũ và sửa lại vài chi tiết thôi. Từ ngã ba Dầu Dây mình chạy tới ngay chỗ sông La Ngà là 20 phút nha các bạn. Bằng với tốc độ ngày xưa mình đi chiếc BMW S1000RR chạy chung với một nhóm là hơn một chục chiếc BMW. Đợt đó là mình chạy ké với lại mấy bạn đó ra từ ở ngay chỗ sông La Ngà này mà ra tới ngã ba Dầu Dây là 20 phút. Là bữa nay đi ẹt là cũng được đúng 20 phút. Nhưng mà có một cái là đi ẹt bữa nay chạy buổi tối, còn BMW là bữa đó chạy buổi trưa đông người hơn. KKMT trước chạy dữ không bạn? Nguyên nhóm ở đằng sau mình là bị mất tích rồi, còn có hai xe mình là đang tăng tốc ở phía trên thôi. Các bạn thấy đuôi đèn hậu của KK đó nằm ở phía trên không? Giờ mình vẫn để số 6 mình kéo lên nha. Mất tích liền. Tầm khoảng cỡ 150 mét các bạn. Nếu mà đi xe Zin đó mà chạy chung với KKMT này là chạy không lại đâu các bạn. Xe nó có độ nhẹ rồi đó. Hôm nay chủ yếu là mình test cho các bạn xem thử số 6 thôi, chứ còn xe mình thì chạy nhiều cấu hình lắm. Nói chung là mình vẫn đang tìm coi là cái cấu hình nào mà nó thứ nhất là bền, thứ hai là mình chạy nó ok nhất. Chứ để đi tour mà cứ gãi này gãi cái kia nghe bực mình lắm các bạn. Rồi cấu hình này mình thấy đi Đà Lạt có vật ổn không các bạn. Rồi để số 6 vẫn dặn lên luôn nha, không có về số 5 không có lấy trớn gì hết á. Cấu hình dành cho những cái người mà lười trả số. Bây giờ mình đã qua hai chốt rồi nha các bạn. Nói chung là giờ này thì người ta không có dòm ngó gì tới xe máy hết á, chỉ bắt xe ô tô thôi.
vừa qua khỏi rừng cây giá tị hả mày? Dừng nghỉ ở cái trạm ngay chỗ đèo chuối nha các bạn. Hai giờ tới Đà Lạt, xong mình ngủ 1 tiếng 3 giờ, ra ăn sáng, uống cà phê, 5 giờ chạy về tới nhà chắc cũng phải tới 9 giờ, vừa vô ca. Đó, toàn dân chơi không? Giống như là hả báo về rừng đó các bạn. Dừng ở ngay chỗ quán đẹp chuối các bạn. Rộng rãi, có nhà vệ sinh, rồi uống nước, ăn tối. Đi đêm thì nói chung thì nó cũng lạnh lắm, cho nên là ăn một tí xíu vô cho nó ấm, dễ chịu. Rồi giờ mình sẽ đổ xăng, qua đèo chuối xíu rồi có cây xăng nè. Hồi nãy mình đổ ở dưới kia như là 137.000. Đổ xăng hết hai lần hả bạn? Một lần ở Trảng Bom và một lần ở qua đèo chuối. Bây giờ thì mình sẽ tới đèo Bảo Lộc đây. Bốn xe ở phía trước các bạn, xe tải nó ra nè. Đèo Bảo Lộc hôm bữa có bạn hỏi sao đi tour ban đêm mà không mở đèn trợ sáng luôn thì mà thấy tắt mở chi vậy? Do các bạn thấy là do là nếu mình mở đèn trợ sáng liên tục á thì những cái đoạn đường như thế này thì sẽ làm chói mắt xe ngược chiều nha, thành ra mình không có mở xuyên suốt. Và những cái đoạn nào mà vắng á, có một mình chạy thôi thì mình mới mở xuyên suốt. Có chỗ đường xấu lắm nha, vừa ôm cua là xấu á. Đây cấu hình 65+4 của mình nè các bạn. Lấy đề nha, chạy mình không có chơi về số luôn, vẫn để số nha các bạn. Đây giảm tốc xuống nè,
Số 4 thì thấy nó hơi dư đúng không? Và mình sẽ để số 5 mình kéo cho bạn xem. Đây, số 5 nha. Gì vậy? Trời ơi, đang chạy à. Có xe không? Có xe không? Có ca. Mấy ông bạn mình đúng mà không có quen cái cách chạy chung nhóm nhau vậy. Những cái đoạn mà vượt qua được thì lại không vượt. Có xe xuống. Nguyên nhóm tự nhiên thấy vậy cái tấp vô hết trơn. Quá tao sợ luôn. Mà trong khi đường đang trống nha. Ông tao sao đứt mày nè. Má tao đang báo bằng cà đô. Tao cứ tưởng tượng là tao đang báo cho cả nhóm không á. Không, tao chạy sao đứt mày à, khỏi báo. Chừng nào mà tao bị kẹt thì tao sẽ hỏi. Đó, hình như chỗ đó xấu. À, chỗ đó xấu á. Ôi sao đâu, lo lắng gì. Qua đây, ngoắt cả đám qua luôn. Có xe xuống. Cua kêu giảm tốc đi, đường xấu. Đường xấu. Có xe xuống. Xe xuống á. Đường xấu nha. Xe nguyên một đoạn xe hơi đang vượt luôn. Không vượt được đâu. Đồ. Có xe xuống nha, có xe xuống á. Có xe xuống á. Quẹo vô đi, quẹo vô đi. Xe xuống nữa. Rồi trống. Trống nè, trống nè. Ê, có xe xuống nha, có xe xuống á. Có xe xuống luôn. Xe xuống. Rồi, cái xe tải xuống là trống rồi đó. Để qua đi coi thử còn không. Trống nha, sâu lắm. Chiều tuổi qua hết đi, trống. Rồi, có xe xuống nha, xe tải lớn á. Ừ. Rồi, cái xe tải lớn nó đi qua rồi thì là trống. Vượt luôn đi, trống nguyên một đoạn dài lắm. Trống qua cua luôn, vượt cua luôn. Kêu rồi vượt cua đi, trống. Vượt qua công lên luôn, trống lóc luôn. Trống nha, trống.
thoải mái đi. Trống trên này trống lóc luôn. Còn cách Đà Lạt tầm khoảng 90 cây số nữa các bạn. Đi tầm khoảng 1 tiếng nữa là tới rồi. Chủ yếu là đi để chạy xe thư giãn thôi các bạn. Chứ còn điểm đến thì nó không có quan trọng gì mấy đâu. Cho nên có nhiều bạn người ta đi tour Đà Lạt quanh đầu là vậy á. Đi có chỗ chạy xe để cho nó đỡ stress thôi. Bây giờ thì mình đã chạy sau hết tất cả mọi người rồi. Nãy giờ dẫn mọi người chạy rồi, bây giờ mình chạy sau. Không chạy trước nữa các bạn. Đường buổi tối thì nói chung là nó vắng nha. Chỉ có xe khách chứ lại xe tải là nhiều thôi. Các bạn thử đoán coi là cái người mà chạy gần nhất của mình là xe gì ha. Trong nhóm của mình là có chiếc E150, E155, chiếc Winner trắng. Đó, mình thấy là mới bước tốc lên rồi đó. Cái chiếc mà Winner trắng thì không có đèn đuôi thì loại ra rồi, không phải rồi. Mấy ông này á, cho chạy đằng trước á, thì chạy dữ lắm, mà chạy đằng sau mình á, thì chạy không nhanh. Chạy sao dí gần chết luôn, không thấy cái bảng số đâu luôn. Ôi ôi chạy kìa. Chạy ớn không? Cái này á, mà mình chỉ cần ngưng lại tí xíu thôi là mất hút liền. Chạy kế mình là chiếc E100. Vậy không nghe nó bị rè quá cu. À đường xấu vậy mà tao nghe đường trống. Ồ cái đoạn này quá nguy hiểm. Ây da. Đi đâu mất tiêu là chạy kéo quá trời kéo.
mình sắp hết xăng luôn các bạn. Xe tụi mình bị hết xăng các bạn. Ở nhóm top đằng sau thì cũng có một bạn bị hết xăng luôn. Hy vọng là sẽ tương trợ lẫn nhau phía sau. Ở trên này của mình thì hồi nãy nó vừa tắt máy các bạn. Đứng xong rồi thì lắc qua lắc lại tí xíu thì bây giờ chạy được một chút xíu nữa nè. Để mình sẽ lên trên kia coi có cây xăng ở trên rảnh. Mình dò Google Maps thì thấy có một cây xăng ở phía trên. Hy vọng là họ sẽ mở cửa nha các bạn. Kéo ga mạnh là nó tắt máy. Tại dù sao thì cũng chạy được một đoạn ngắn để cho anh bạn Sonic ở phía sau. Chạy không ở đây. Alo, mà các bạn thường xuyên mà đi tour giống như mình vậy nè thì nên mua một cái thẻ cứu hộ nha. Thẻ cứu hộ xe máy của Nhật các bạn, thì họ sẽ cứu hộ mình 24/24 ngay cả ngày lễ và thứ bảy chủ nhật luôn, tức là bây giờ này ban đêm nè 2:30 to sáng mà họ vẫn cứu nha các bạn. Hello, hello. Lần đầu tiên các bạn, nguyên một tem mình hết xăng rồi. Ở đây là còn 3 chiếc đúng không? Thì cái chiếc này nó cũng tương đối là zin nè. Thì còn được đâu chắc ở nửa lít. Còn xe của mình nó là hết hoàn toàn. Còn cái chiếc Winner kia thì còn kha khá các bạn. Mà bây giờ không có cái ống để hút xăng là thứ nhất. Thứ hai là đang 2 giờ sáng các bạn, không có cây xăng nào mở cửa hết. Bây giờ có vô Đà Lạt thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Còn hồi nãy mình có gọi cứu hộ rồi thì họ nói là chỉ hỗ trợ đâu đó khoảng 1 lít hoặc là 2 lít gì đó. Nhưng mà thời gian chờ đợi thì tương đối là lâu. Lạnh quá các bạn. Đấy, thấy bên đây có cái quán nè. Quán này bây giờ người ta đóng cửa rồi, nhưng mà có võng người ta móc sẵn ở ngoài các bạn. Mấy anh em vô trong quán võng nằm luôn. Rồi thì cuối cùng cũng có xe cứu hộ tới ha các bạn. Đây, cái thẻ cứu hộ này thì mình mua 300 mấy các bạn. Cứu hộ xe hư, cứu hộ hết xăng, hoặc là chở xe về 50 cây. Cuối cùng thì mọi người cũng đã có xăng rồi các bạn, và bây giờ tiếp tục chạy lên đèo Ren chụp hình và vô trong Đà Lạt. Kiếm cái gì ăn uống, nghỉ chút xíu rồi xuất phát về thôi các bạn. Một chuyến đi rất là ấn tượng. Có cái gì đó để gọi là nhớ. Cứ mỗi lần qua đó là nhớ là mình đã từng đi ban đêm và hết xăng ngay cái chỗ chân đèo Ren. Xe lạnh quá bị sổ mũi hả? Xe lạnh quá bị sổ mũi hả?
Đâu, 10 giờ anh mới đi. À dạ, là 8 rưỡi hả? Tập hợp đó hả? Không, 8 rưỡi là còn chờ dưới Tiền Giang này lên nè. À dạ. Xong rồi 10 giờ mới xuất phát từ tiệm anh rồi ra ngoài cầu nay gặp hai bạn này nữa. À dạ. Tới đây là lâu lắm rồi mà tại hết xăng đứng ở ngay chỗ dưới chân đèo Ren đó. À, hồi nãy đứng dưới một ụ luôn đúng không anh? Đúng rồi. Chờ cứu Ủa, mấy ông này hình sự hả ba? Chờ cứu hộ. Mặt đóng á, nhìn sợ dữ. Chờ cứu hộ lên đổ xăng rồi mới chạy ra đây nè. À, dạ. Ủa rồi bữa nay em tí xíu chắc lên Đà Lạt chơi tới Chủ Nhật hả? Dạ không, em đi quay đầu luôn. Ờ anh. Em lên trển đang nay rồi 6 giờ em quay về Sài Gòn. À, anh thì tí xíu anh quay về sớm hơn à. À dạ. 8 giờ phải có mặt ở dưới tiệm mà. Ôi trời. Đông không? Đi dạ, em đi một. Em đi một con 350 với con ba hành. À. Ủa anh biết Long Rùi mà đúng không ta? Hồi nãy anh Long Rùi có nhắn anh đó. Nghe quen quen ta. Dạ, hồi nãy ổng có nhắn anh đó. Ồ. Rồi tới Đà Lạt luôn. Bến xe liên tỉnh. Quá tuyệt vời. À, hôm nay á, thì có rất là nhiều bạn cũng đi lên Đà Lạt ở quanh đầu à, chứ không có ở lại các bạn. Nói chung là chạy xe cho nó thoải mái. Rồi bạn SH hồi lúc nãy á, gặp mình á, là cũng lên trên đây chơi xong rồi quanh đầu luôn. Hai bạn mà đi chung mình đó thì cũng vậy luôn, tại vì công việc thì ai cũng muốn đi chơi cho nó thoải mái nhưng mà không có chơi lâu ngày được. Trường Lâm Viên Đà Lạt rồi hả các bạn. Trời không ngờ là bây giờ đó mà còn quá trời người bán đồ ăn luôn các bạn. Đó, đường người ta đốt lửa nè. Đây, ngay bên đây. À, bạn Sa Chia với bạn Ad 150 đã chia tay tụi mình về trước rồi. Đây anh Thợ đi chung với mình thì hôm nay chạy bị đuối lắm anh. Đuối là mệt á. Bây giờ thì kiếm chỗ cho mọi người nghỉ tí xíu. Ngủ tầm khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ. Vậy bắt đầu là xuất phát đi về. Mình thì mình có thể là chạy luôn về tới nhà được. Nhưng mà gì vậy? Lái xe. Đây là cái tiếng máy xe của chiếc Winner 68+2 anh thợ của anh Thợ nha các bạn. Rồi cái xe này á, thì nó không có hoàn chỉnh đâu các bạn. Tức là có rất là nhiều cái món á, ảnh là ảnh lấy từ cái 62 cũ của ảnh để ảnh up lên lại. Đó, thành ra là cái máy này á, gọi là sao ta, tiết kiệm kinh phí. Nhưng mà các bạn thấy nghe tiếng máy nè, đi một cái quãng đường xa vậy chạy rất là gắt.
nhưng mà nó vẫn êm nha. Sáu giờ ba mươi mình xuất phát đi ăn sáng cái rồi chạy về ha các bạn. Xe lạnh lạnh chứ nổ máy cái một chạy hả các bạn. Không có canh map lạnh map miết gì hết á. Dạ nó vẫn chạy bình thường luôn các bạn thấy không, nó đâu bị tàn đâu. Qua bên kia kìa, tôi dẫn qua bên kia không dẫn. Này nó đòi ăn bánh mì xí mại nè. Này. Nhưng mà là bây giờ mình phải ăn cái món gì mà nó nóng hơn chút xíu. Không khí bữa nay trên Đà Lạt thì khá là lạnh nha các bạn. Nãy lúc nãy là nó không có tặng nha, bây giờ bắt đầu là nó tặng nè các bạn. Mới ra chạy thì ok. Tình hình kinh doanh khó khăn mà tới khách sạn mà còn phải nhượng quyền luôn, nhượng quyền cho thuê lại khách sạn luôn. Kia có mấy anh công an kìa. Đổ xăng buổi sáng quá trời đông luôn các bạn. Đổ hết 4 lít. Tối hôm qua 3 lít các bạn, là 7 lít ha. Các bạn đừng có nghe cái âm thanh hơi hở trong mic, thật ra là rất mệt. Mỗi lần mà đẩy xe hay là gì đó đợi nóng full phay thì nó bị bí lắm mày. Thành ra là mình gắn mic ở trong á. Các bạn nghe cái hơi hở là chuyện bình thường nghe. Ok, bây giờ thì xuất phát về thôi. Để coi mấy giờ rồi nha các bạn. 7 giờ 10 phút.
Noel vào buổi sáng thì rất là đẹp nha các bạn. Có một bạn 71 B3 ở Bến Tre nữa nè. Cùng với hành lý thì nó rơi vào khoảng cỡ 85 kg các bạn. Ở một cái mức 85 kg mà mình chạy không có núp gió nha các bạn, không núp gió nhiều nha, chỉ hơi khom nhẹ xuống tí xíu thôi. Nói chung với cái cấu hình mà hiện tại mình đang chạy ở đây thì mình thấy cũng khá ok rồi. Có phải là về mình sẽ sắp lại một chút xíu nữa thôi là nó đã đạt được cái mong muốn của mình rồi. Thứ bảy thì nó đã đông rồi các bạn, mà bữa nay sáng thứ đúng rồi, tối hôm qua là tối thứ bảy,
bữa nay là sáng thứ bảy, 12 giờ đêm hôm qua, với bây giờ là 7 giờ sáng hôm nay. Các bạn thấy là trên đường xe rất là đông nha. Đi ban đêm thì không có thấy đường, mà đi ban ngày thấy đường thì lại quá trời xe. Mình không có chạy tốc độ mà quá nhanh, mình cứ duy trì tốc độ đều và ít giảm tốc. Ít thắng chỉ dạ để chỉ né chướng ngại vật là chính. Ở đây như này thì mình sẽ được tốc độ trung bình cao, và cái quãng đường mình đi được có nhiều mà nhanh nữa. Đó, sợ nhất là mấy ông nội băng từ ở bên đây đường băng ra vậy. Nói chung là không, người ta không hề quan tâm gì hết á, cứ người ta muốn xỉa là người ta xỉa. Lâu lâu có đoạn nào vắng vắng thì mình sẽ cho tốc độ lên cao chút xíu để bù những cái đoạn mà đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn. Đi tour thì nói thật ra là xe nhỏ với xe lớn thì nó cũng không có chênh nhau quá nhiều thời gian đâu, tại vì cái bề mặt đường nó xấu, điều kiện giao thông thì nó phức tạp, thành ra là có cầm chiếc 1000 phân khối các bạn chạy toàn là 150, 160, nhưng thật sự có những đoạn các bạn chạy không có được nhanh thì nó sẽ bù cái tốc độ qua, mặc dù là mình lúc nào cũng cảm giác là mình chạy rất là nhanh, nhưng mà cái thời gian mình đến đó, so với những người khác thì nó cũng xem nhau thôi, và nó còn nguy hiểm nữa. Chỉ được có cái là xe lớn đó, thì các bạn chạy 120, 130 và 140 nghe cảm giác là nó không có nhanh, còn xe nhỏ các bạn chạy tầm đó các bạn sẽ cảm giác là xe nó bồng bềnh, nó phiêu phiêu, nguy hiểm hơn. Các bạn biết xe độ á,
nó quan trọng với cái gì ngoài cái cục máy không? Không phải là mình làm cái heo dầu Rainbow rồi cái dây dầu thép hay là cái gì hay là kéo dài gấp ra là nó ngon nữa các bạn, hay là trợ lực. Mà cái quan trọng nhất của cái xe độ đó chính là cái dàn cổ, dàn đầu á. Cũng là chiếc 155 này, nhưng mà nếu như mà các bạn để cái dàn đầu zin đó các bạn chạy á là các bạn độ cái máy mạnh đúng không? Chạy lên đúng khoảng cỡ 140 là nó lắc. Phải xử lý cái cổ lại. Cũng không có cần mà phải gắn thêm trợ lực đâu các bạn. Chỉ cần xử lý lại cái cổ là có thể là chạy ok rồi. Tùy theo mỗi cái xe mình có cái cấu hình riêng, đó là cái cách mình chạy xe nữa các bạn. Cục máy làm ra thì cũng y vậy luôn. Bây giờ mình có tiền đúng không, 50-60 triệu mình đầu tư cục máy chứ chưa chắc gì nó đã vừa ý mình đó. Tại vì là thợ là mình bỏ tiền ra để mình làm máy mà, người ta đâu có rảnh thời gian mà để coi coi là cái nhu cầu của mình nó như thế nào, rồi người ta cho mình thử cam, thử mấy cây rồi đủ thứ hết, làm cho các bạn đủ nhiều bài để trải nghiệm. Mình á thì mình làm cửa hàng, thành ra là mình có cái điều kiện để mình thử nhiều cái cấu hình khác nhau, chạy mình mới biết được cái cảm nhận của xe nó như thế nào, rồi cái nào nó phù hợp với mình chạy cảm thấy thích như thế nào. Không phải là mình cứ độ chiếc xe chạy lên 180-200 GPS là ngon không bạn, chạy nó tê đít lắm, ta nói nó rần mà nó rung lắm chứ không phải là sướng không. Mà đường xá cũng không có cái đường đủ mà để mà gọi là chạy gọi là thương mại mà chạy tới mức độ đó. Mình làm xe chạy ở ngoài phải làm sao mà cho nó chạy nó ok, cho nó bền, mà cái nhu cầu nó thiết thực. Ví dụ như bây giờ có bạn thì chạy phố và lâu lâu mới đi tour, người ta cứ chạy đều đều ra, chừng nào người ta cần mà tăng tốc thì người ta dặn cái là nó có, chứ không phải là mình cứ làm bốc rồi cái tới lúc mà giao cho khách, khách chạy thử ra, khách kéo ra, trời ơi, xe gì mà nó đù chạy sao không đi, cái mình dễ hết với khách là nước hậu rồi nó mới mạnh, ai cần nước hậu mạnh. Bây giờ mình nói với bạn, nếu như mà mình canh nước hậu mạnh đúng không, ra chạy chứ những cái chiếc xe khác đồng bài chưa chắc gì ra ăn được. Ví dụ như người ta đi những cái bài mà chừng cây 2 hay là cây rưỡi hoặc là cây, chờ các bạn mà lên được cái hậu rồi đó là người ta đi mất tiêu rồi, ta thắng mình rồi, ta ăn mình rồi. Còn nếu mà chạy chạy tour đúng không, chạy tour mà gặp vô mà mấy cái đường nó hơi đông đông á, các bạn đâu có phát huy được hết cái sức của xe đâu mà chạy, thì thành ra cái xe mình nó mạnh nhưng mà không có cái giá trị gì hết trơn. Cho nên là mình làm á là cân bằng, nhưng mà không phải là cân bằng quá nha, cân bằng quá thì thành ra nó không có ra cái gì hết. Trong cái quá trình mà chạy tôi thế này nè, có những cái đoạn đó mình chạy rất là nhanh nhưng mà mình không có bấm quay, lúc đó là mình đang tập trung mình chạy vậy. Cho nên nhiều cái mà trên clip mà mình quay cho bạn xem đó, nó chỉ là một cái phần nhỏ xíu trong cái quá trình mình chạy xe thôi. Nếu
mà các bạn có theo dõi kênh YouTube của mình á, mà xem cái những cái video clip mà lúc mà chiếc E155 này còn zin, và cái đoạn đó mình đi chung với anh Hải lúc đó còn chạy R3, đi cái tour Sapa 7 ngày, thì các bạn sẽ nhớ tới cái đoạn đó là mình có nói cái vấn đề là nếu như E155 này á mà nhà sản xuất làm cho nó mạnh hơn xíu nữa, tức là mình nặng gần 80 kg, đúng không, thêm hành lý đồ vô nữa, mình có thể chạy tầm khoảng cỡ 130 cho tới 135 là ok. Mà các bạn biết á, để mà một cái chiếc xe với một cái người trọng lượng nặng giống như mình mà chạy được tầm đó đó, thì nó cái bít tông á nó phải từ 57 mấy á lên bê tông 65 thì á, và mình đi trên cổng luôn nha, nó mới lên được như vậy, mà rất là khỏe. Các bạn dặn ra là nó lên nè, chạy tầm khoảng 130 mấy thì như trong tầm tay thôi. Những bạn mà từ khoảng 50 cho tới 70 kg thì quá đơn giản rồi. Nếu mà một bạn mà 50 tới 70 kg mà chạy xe này của mình á, thì cái tốc độ có thể là lên ra ngoài 170 dư sức. Trọng lượng người chạy nó rất là quan trọng. Mình nặng ký thì không thể nào mình bắt cái xe mình nó phải chạy nhanh được. Nhưng mà cũng một chiếc xe đó mà người nhẹ ký hơn thì chắc chắn người ta sẽ chạy nhanh hơn rồi. Ha, đi đường tắt nghe. Ở trong video clip á, thì các bạn coi á, sẽ không có cảm nhận được cái độ mạnh của xe đâu. Ví dụ như á, người ta quay cho các bạn xem GPS nào, nó lên bao nhiêu, rồi đồng hồ nó báo bao nhiêu, các bạn nghe cảm giác là xe nó mạnh. Nhưng mà khi mà các bạn cầm lên một chiếc xe các bạn chạy á, mạnh hay yếu là do là cái cảm nhận của mình nè. Hầu như á, mình bỏ luôn cả cái thói quen mà nhìn cái tốc độ xe khi mà đang chạy luôn các bạn. Bây giờ mình chỉ cảm nhận cái tốc độ mà mình đạt được ở trên đường để mình xử lý tình huống mà mình chạy xe. Lâu lâu nghĩa nghĩa thử là đang ở bao nhiêu để điều chỉnh lại cái nhiệt độ, tốc độ. Chứ cũng không có nhìn xuống đồng hồ làm cái gì hết. Rồi, với lại là nhìn xuống rồi để coi còn xăng hay không các bạn. Đó, nó bị mất hết một cục rồi nè. Bây giờ mình sẽ kiếm cái xăng đổ à. Chứ còn cái này mà chạy tiếp một hồi nữa là chắc bộ giống tối hôm qua nữa. Nếu tính ra một cái con Edgin mà mình chạy á, nếu như mà đường mà hơi lên dốc nhanh, nói chung là đường hỗn hợp nha, mà để kéo lên đường 135 á là hơi khó các bạn. Chỉ là hơi nào mà nó xuống dốc nhẹ với lại là nó xuôi gió đó, thì lúc đó là ngâm nó mới lên được 130 mấy. Trong một cái đoạn đường mà mình đi từ ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh mà ra tới Sapa rồi vòng về á,
thì không có được nhiều đường để mà ngâm lên tới mức độ đó đâu bạn. Mà lúc nào cũng phải cứng ga hết. Đó là xe zin nha. Còn xe này á, thì mình dặn là chưa tới nửa ống ga. Để mà được giống như xe này của mình như vậy á, thì nhà sản xuất chắc phải nâng cái chiếc ẹt lên, không phải là ẹt 155 nữa mà là ẹt 200 đó các bạn. Rồi nó không có phải là phân khối nhỏ nữa mà nó chuyển thành phân khối lớn luôn. Rồi giá tiền nó lại lên cao nữa, rất là khó tiếp cận ha. Với lại là cái mẫu xe này á, cái kiểu dáng xe này thì người ta thiết kế ở một cái mức độ vừa phải để cho mình chạy mình kiểm soát được. Cũng cùng là một cục máy 155 nhưng mà R15 á, các bạn thấy không, nó chạy nhanh hơn ẹt 155 rất là nhiều. Do là cái tư thế ngồi nè, rồi cái hiệu chỉnh ở trên đầu bò động cơ nữa, nó cho là cái công suất cao hơn. Và cái tư thế ngồi á, thì cũng khí động học hơn đó, mới tăng tốc và chạy nhanh được. Còn với những cái máy nâng cấp như thế này á, thì một chiếc xe nó xe zin nó có thể chịu đựng được cái tốc độ khoảng bao nhiêu đó. Và bây giờ mình làm vượt quá cái mức chịu đựng của nó, thì từ khung sườn, từ kết cấu khung sườn rồi thắng xe, động cơ bên trong thì vẫn còn những cái mà xài của zin lại, chứ đâu có phải là thay thế hết hoàn toàn đâu. Cho dù bây giờ các bạn có gắn ròng, gắn may gì lên trên cái chiếc xe nâng cấp á, mà các bạn chạy không tốt thì thua. Bản thân mình á, tại sao mà mình ưu tiên vô cái phần cổ, bởi vì các bạn thấy à, khi mà mình chạy xe là cái phần cổ á, nó sẽ giúp cho cái xe mình nó vững chắc, không có bị chao đảo tay lái. Mình có thể kiểm soát xe nó tốt. Còn những phần khác đó, ví dụ như là hắn hiết đồ này nọ, thì mình có thể là kiểm soát bằng cái cách là kinh nghiệm, kỹ thuật mình chạy. Có thể là xe mình không có trợ lực nè, không có gắn heo dầu xịn, nhưng mà mình vẫn chạy tốt. Cái này là quan điểm cá nhân thôi các bạn. Chứ mình thì mình thấy nếu như các bạn có điều kiện thì mình lên những cái trang bị mà nó an toàn thì vẫn tốt hơn. Mình đang để số 5 luôn các bạn thấy không nè, mình đang để số 5 kéo lên cái dốc nè, cái dốc này rất là cao nha. Đó, xe lên một cách là nhẹ nhàng. Nếu mà đi xe zin là phải trả về số rồi xong rồi kéo lên, trả về số 3 xong rồi kéo lên số 4 rồi mới kéo lên được cái dốc đó. Ở trong khi này số 5 để kéo qua là lên liền, phải re. Mình đã test rất là nhiều cái đồ phụ tùng nâng cấp xe của nhiều hãng, rồi nhiều cái cấu hình khác nhau. Thứ nhất là để có kinh nghiệm, thứ hai là khi mà mình làm cái máy cho các bạn á,
thì mình sẽ biết được là món đồ nào nó bền đó, mình tư vấn cho các bạn. Chứ không phải là mình dư tiền rồi mình cứ đổi cấu hình để làm cái gì. Bây giờ một cái người mà người ta làm xe nâng cấp máy á, thì người ta cũng chưa chắc gì đã có đủ cái trải nghiệm. Ví dụ như á, người ta dựa vào cái sự gọi là chia sẻ của những bạn đã sử dụng. Còn ví dụ như á, thật sự mà nói á, những người mà ta làm máy xe độ á, có thể là người ta cũng đã chạy qua hết rồi, nhưng mà mình nói cái kiến thức chứ lại là cái trải nghiệm bây giờ nó là bao la. Ví dụ như cái thời điểm mà mình trải nghiệm vậy, nhưng mà sau khoảng thời gian á, đồ phụ tùng của xe nâng cấp máy nó tệ hơn, nó không còn xịn giống như cái thời gian mà lúc đầu mà họ test nữa, thì nó cũng sẽ có cái sự khác nữa. Cũng giống như bây giờ mà các bạn đi ra một cái quán ăn ngon đúng không, các bạn ăn ngon, cái quán ăn đó có thể tồn tại cái 100 năm, nhưng mà sau 100 năm nó như thế nào, nó chỉ còn lại cái tiếng thôi đó, ăn nó không còn ngon nữa. Lý do tại sao? Lý do là cái quán phở đó vẫn còn, nhưng mà những cái đồ, cái người mà người ta bán cái gia vị để làm lên cái món ăn đó đó không có còn nữa, hoặc là người ta có thể là đổi chủ hay sang tên, hay là người ta đổi gia vị khác, thì tất nhiên là cái món ăn nó sẽ không còn giống như cái hương vị ban đầu rồi, đúng không? Thì làm xe thì nó cũng y chang như vậy thôi à các bạn. Trải nghiệm phải là luôn là đổi mới thường xuyên thì nó mới chính xác được ha. Mình thì cái cấu hình đang chạy ở đây mình thấy quá ok rồi, phù hợp với cái nhu cầu của mình. Chưa chắc gì á mà chúng ta nói cái nhu cầu của mình ra mà người khác người ta hiểu nha. Ví dụ như mình nói là tôi muốn là chạy cái ga đầu nó mạnh mạnh vậy đó, rồi lúc mà cần thì tăng tốc lên kéo nó nhanh đó, cái người mà người ta nghe xe nghe nó cắn cắn gì đó, thằng này nó vừa muốn mạnh cái ga đầu mà lại vừa muốn mạnh ga cuối là sao ta đó, người ta sẽ không hiểu ý của mình. Hoặc là có nhiều ông á, thì khi mà đi làm máy á, đầu là người khen người họ người ta tư vấn á, cái nói em chạy hậu, cứ làm hậu cho em đi, cái tới chừng ra chạy lúc đầu chạy đề bình thường à, sao xe yếu như ta à, ra mình chạy với cái thằng bạn mình nó cũng làm bài thấp hơn mình mà sao nó ăn mình mà mình chạy thua nó đó. Còn á, ví dụ như có nhiều ông làm á, kêu chủ lò kêu tư vấn là bây giờ anh làm cho em nước đề ha. Thế ông này em nói ok anh, em chạy phố rồi nhiều thôi, cái tới chừng mà lấy ra chạy tour với lại mấy đứa bạn nó bỏ mất tiêu. Xong lúc đó mới tức, biết tới mình ông chủ làm tư vấn gì kỳ cục, xe mình cấu hình mạnh hơn, tiền mình làm mắc hơn mà ra mình chạy thua nó, chạy tụi nó bỏ mất tiêu. Đó. Thành ra là để gọi là đúng ý á, nó rất là khó nha các bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Trăm 20.000 48 8:30 mình đã tới được đầu đèo Bảo Lộc rồi nha các bạn. Một tiếng rưỡi chạy từ ở Đà Lạt xuống dưới đèo Bảo Lộc.
Hôm nay á bạn, cái hướng mà đi lên Đà Lạt á là có ít nhất là cũng khoảng 3-4 chốt nha các bạn. Chốt đóng cố định luôn. Bạn nào mà đi Đà Lạt vào ban ngày thì nhớ chú ý nha. Cái hướng mà từ ở Đà Lạt về thành phố thì không có, nhưng mà cái hướng mà đi lên thì có nhiều nha các bạn. Cái đoạn này để coi ở đâu ta. Này huyện Thống Nhất các bạn, huyện Thống Nhất Đồng Nai. Mình thấy có rất là nhiều cô dì chú bác chở chuối xanh đi bán. Mà thắc mắc trời, chuối chưa chín sao mà ở đây mà tiêu thụ dữ vậy ta. Thì các bạn đi qua đây các bạn cũng biết rồi đó, cái tình trạng mà cứ chạy mà muốn băng là băng, không cần phải dòm ngó gì hết, hoặc thậm chí là dòm thấy nhưng mà vẫn băng. Thành ra là cái thị trường chuối xanh ở đây á, nó rất là đắt khách luôn các bạn. Đây là nỗi ám ảnh của những phật hữu, những baker, những dân chơi, những báo hữu khi mà đi ngang qua cái đoạn này. Thứ nhất là đường nó kẹt xe, thứ hai là người ta băng bất chấp các bạn. Nào là đi bộ, nào đó đi xe máy, đi xe đạp, muốn qua là qua, không cần dòm gì hết á. Rồi ví dụ như một cái người bình thường, người ta muốn qua đường người ta phải đứng lại người ta coi, coi có hết xe thì người ta mới qua, hay là qua từ từ thì sao. Đang chạy vậy bạn hứng cái tài cái èo qua luôn, mà thậm chí nha còn cắt đầu xe tải, xe container luôn nha, chứ không có phải là sợ đâu. Rồi á, ví dụ như mà cắt được đầu của xe lớn rồi đó, ủi qua thì bên đây người ta đang chạy thẳng tới, sao người ta thấy người ta né được. Xe đạp, xe máy băng qua là bình thường rồi, xe hơi giờ băng qua kẹt nguyên cả đoạn đường luôn, ghê quá ghê quá. Nói câu chuyện chuối xanh hồi nãy giờ chơi vui vui thôi nha các bạn, chứ có nhiều bạn thì cũng ở đây quen biết với mình thì mất công mấy bạn không vui. Nói chung mà mình tính mình nó hay giỡn giỡn mà nhiều cái giống vậy thôi, chứ không có ý gì. Đó, mình nói các bạn à, mình nói đâu sai đúng không, chở chuối nè. Mà nãy giờ mình gặp không biết bao nhiêu xe vậy luôn á, chứ không phải là mình bị mình nói tầm bậy đâu. Cái ông chú nãy ông chở chuối thấy còn chín chín đó nha, còn nhiều bà chở chuối xanh lét luôn. Làm hoài không cô, chắc cái MT
chở hoài về có ăn. Ây da, ngã xuống tới đây nó nóng đổ mỡ luôn. Ây có metro á. À, hình như metro bên đường nha, chạy tấp tấp qua đây rồi ủi bên kia luôn. Đây đúng rồi, metro bên đường nè. À, qua đây luôn. Trời mấy này dở. Đây có 955 luôn nè mấy đứa. Đây bên luôn anh ơi. À. Đây có đem theo tỏi nữa nè mà không có thịt bò. Này có tỏi nè. Mày có đem tỏi theo không? Mua thịt bò bỏ ốp bô rồi nướng. 104.000 các bạn. 4 lít mấy quên mất rồi, 43 hay nhiêu á. Xăng đã đầy bình, người đã nghỉ mệt xong thì còn gì có thể cản bước chân của ba anh em mình nữa. Đi. Alo, alo, cái anh chủ xe Kia phía trước, anh có biết là anh chạy như vậy là không có được không hả? Ủa anh chạy kiểu gì kỳ vậy? Tại sao anh lại leo lên lề như vậy? Không có ra cái gì hết trơn, anh phải chạy thẳng mới đúng chứ. Giờ 20 phút thì mình đã sắp về tới tiệm rồi các bạn. Kết thúc tour ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến tour tiếp theo. Các bạn có địa điểm nào hay thì comment ở phía dưới cho mình biết để quay tham quan, quay lên cho các bạn xem nha. Tham quan và quay cho các bạn xem.